Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn một cái trò cực kỳ vui, cực kỳ là hay ho luôn. Tựa game có mang tên là Overplane. Thì cái tựa game này thì dành cho các bạn mà có chiều hướng là muốn làm họa sĩ hay nghệ sĩ hay là muốn phối màu thì hãy chơi trò này. Trò này thì chúng ta sẽ có 4 màu cơ bản là xanh, rồi là vàng, rồi là xanh da trời, hồng. Thì chúng ta sẽ kết hợp các màu này lại với nhau để được các dãy màu. Và cách chơi như nào thì mình đang tham gia vào game. Chúng ta có 3 màu chính là xanh này, da trời, vàng và màu hồng. Thì ba cái màu này thì nó sẽ kết hợp ra được các màu như là đen, đỏ, xanh, xanh là cây. Và chúng ta ở các bàn chơi đầu chúng ta sẽ học tập được các cách phối màu. Và bây giờ là bàn chơi này làm sao mà chúng ta vừa ăn được màu vàng vừa ăn được cả màu này thì phải suy nghĩ hơi khó đấy. Ăn này, ăn cái này phải kéo ngược lên đấy. Thế là chúng ta đã chiến thắng một bàn chơi. Thì ở cái bàn chơi này thì chúng ta bắt buộc phải chơi 3 lượt mới có thể chiến thắng. Và ở các cái tình tiết khác thì các bạn cần thiết phải tính toán một cách kỹ lưỡng. Nói chung là đây là một cái tựa game pha trộn màu cực kỳ là hay luôn. Ví dụ như kiểu màu xanh này thì các bạn sẽ không thấy ở trên bản đồ này. Thì cách lấy là như nào thì các bạn kết hợp giữa màu vàng này với cả màu xanh này thì nó sẽ ra được. Thì bây giờ mình sẽ đầu tiên là sẽ ăn hết màu hồng này, kéo nó về này, sau đó là kết hợp vàng này, xanh này. Đấy là mình hoàn thành xong bàn chơi. Không biết đấy là chỉ được gút thôi, chứng tỏ là sẽ nó có một phương án khác để cho nó có thể ăn được mà tiết kiệm lượt hơn. Thì để mình thử cái khác. Bàn tiếp theo, bàn 19 rồi. Thì bây giờ lại màu này, màu xanh này thì chúng ta lại có sự kết hợp giữa màu này với cả màu hồng. Ăn này, dình dình cho nó đi. Rồi, đấy, hai màu là có thể ăn được. Thì ở số một số cái bàn chơi đầu của các bạn có thể thấy là nó khá đơn giản. Nhưng mà các bàn chơi sau này thì các bạn sẽ có sự kết hợp cực kỳ khó khăn giữa các màu và các hình thể của chúng ta chuyển động như này thì nó sẽ gây khó dễ cho các bạn trong khâu pha màu. Và đây thì nó sẽ có màu hồng và bắt buộc phải sử dụng màu đây, màu hồng này. Căn căn nó trên này đi. Đây, nó lên này. Đấy, thế là ăn được. Đấy, khá đơn giản thôi. Và cái tựa game này thì tuy nhìn nó đơn giản đấy thôi mà chúng ta sẽ có một khả năng gây nghiện rất là cao. Và âm nhạc trong game thì khá là du dương, cho chúng ta những cảm giác gọi là thư giãn lúc những thời gian rảnh rỗi. Và chúng ta sẽ đi qua về một chút về cái phần tùy chỉnh thì cũng chỉ có bật tắt âm thanh hay xem Facebook hay xem cắt thôi. Và bài hướng dẫn và trải nghiệm tựa game Overplane của mình đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Xin chào, hẹn gặp lại. Đơn giản và cho chúng ta sống lại kỷ nguyên bằng trứng khủng long và game gọi là tiết thời gian cực kỳ cao. Đấy, cái tựa game này thì có khả năng tiết thời gian khá khác gì Candy Crush.